Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau ở chương trình kỹ thuật thi công cơ điện. Mình là Nguyễn Đức Tiến Luyện. Thì kính thưa quý vị, trong một thời gian qua đó, hơn 5 năm qua, thì mình đã thành lập kênh YouTube và rất là nhiều lần đã bị check kênh như ngày hôm nay kênh sống như thế này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Kính thưa quý vị, mình có một người anh, đó là tên là kỹ sư Nguyễn Vũ Minh Tùng. Anh lớn hơn mình vài tuổi và anh tốt nghiệp đại học Bách khoa năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh này. Như vậy là kỹ sư Nguyễn Vũ Minh Tùng là ai và tiểu sử như thế nào? Thì mình chỉ chia sẻ đó một đoạn thôi, đó là khi chúng tôi gặp nhau ở tại nơi đâu. Đó là, kính thưa quý vị, là năm 2008, lúc đó tôi tốt nghiệp mà đi ra trường làm được 3 năm thì mới vừa biết nghề thôi quý vị, sau 3 năm thì mới vừa biết nghề và gặp anh ở lại công trường Sài Gòn Bơ, và lúc đó anh đang làm giám sát chủ tư. Thì chúng tôi chơi với nhau hợp về tính tình, về cái quan điểm tôn giáo, về quan điểm cuộc sống, cho nên mình đã gắn kết với anh 12 năm nay. Và mình nhớ lại cái kỷ niệm năm đó, đó là anh nói là Luyện kêu dạ anh thấy mày không biết gì về tủ EMP cả, nhưng lúc đó cái mặt mình đỏ tía lên, mình nói tại sao anh nói rằng là mình không biết về tủ EMP. Năm đó mình 26 tuổi quý vị. Thì cái lúc đó đó, tôi nói thật với quý vị là mình mới biết nghề thôi và làm theo những gì người ta chỉ thôi, và đọc được, hiểu được bản vẽ thôi, chứ thật sự là chưa có nghề. Thì cảm ơn cái câu nói này của anh Nguyễn Vũ Minh Tùng. Thì sau khi kiểm nghiệm lại đó, thì ngày hôm nay đó, Luyện rất là hiểu sâu về tủ MFB, tủ Manball Switch. Ở trong đó có cái gì? Trong đó nó có phần là tủ phân phối và các hệ thống relay để bảo vệ khóa dầu, để bảo vệ trạm đất, hay là để bảo vệ điện áp. Cái ngăn thứ hai đó là cái ngăn ATS. Cái ngăn thứ ba đó là ngăn tù bù, và bộ điều khiển tù bù hoạt động như thế nào. Thì lần nữa thì em xin cảm ơn anh Nguyễn Vũ Minh Tùng nha. Và hiện giờ anh Nguyễn Vũ Minh Tùng làm cái gì? Đó là anh đang làm giám đốc dự án MEP cho công ty Hòa Bình ở tại thành phố Hồ Chí Minh này. Nhưng có một điều đó mà anh khao khát, đó là các bạn, anh chia sẻ những cái bài về quản lý dự án và tổ chức thi công, hay là anh dạy về thiết kế hệ thống điện để truyền nghề lại cho những tân kỹ sư và những sinh viên và những kỹ sư đi làm. Nếu như kỹ sư đi thiết kế hệ thống điện thì anh sẽ dạy cho cách mà thiết kế hệ thống điện ở cấp độ 2 và cấp độ 3 rất là cao, và quản lý thiết kế như thế nào. Đó là cái chương trình của anh muốn đi cống hiến lại cho cộng đồng mạng và để lại những việc gì mà anh tích lũy được trên 20 năm kinh nghiệm mà anh đang làm việc. Thì mình có tư vấn cho anh rằng là nếu anh muốn làm điều này để giúp ích cho xã hội mà chúng ta được phước, đó là anh hãy chia sẻ kiến thức này đi. Thì anh đã thành lập một cái kênh, đó là Mạnh Tùng Trainer. Thì quý vị sẽ thấy là kênh này mới thành lập thì cũng đã trên 100 người đăng ký rồi. Tại vì cái phần anh dạy đó là dành cho những người ra để làm tướng, đó là làm gì, giám sát trưởng hay là chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, phó trưởng phòng hoặc trưởng phòng, kể cả là những người làm QIQC và cái quy trình làm việc như thế nào ở trong một công trường lớn. Nếu như các bạn đã khinh qua những cái việc đang làm thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá trị, ý nghĩa của nó rất là lớn. Thật sự ra khi mình đi làm việc với anh đó, anh dạy mình cách là phải trình bày cái một cái dự án đó, đó là trình bày những cái shop drawing, biện pháp thi công và cách mà để mình xử lý hồ sơ đó, giấy tờ đó với tư vấn giám sát và chủ đầu tư như thế nào, để rằng khi có chuyện gì đó thì tất cả mọi dữ liệu được lưu lại và trình bày, viết một email như thế nào và hối thúc công việc như thế nào
để cho nó đi kịp đúng tiến độ. Kỹ sư cần không ạ? Có những người họ làm tư vấn giám sát, họ lừa duyệt hồ sơ, mình đem hồ sơ qua, mình không có email và có lập ra một cái quy trình, đó là gì? Ngày một làm cái gì, ngày nào làm cái gì, bao nhiêu ngày trả lại, giả sử như trình một văn bản hay là người ta đòi tôi ở một cái shop ở tầng hầm thì mình trình tầng hầm, mình không nói là chờ tầng 2, tầng 3 được, mình dọn cái món ăn đó là anh ghi cho tôi phần tầng hầm này, thì có nghĩa anh cho tôi phép giả sử như là phải shop 3 ngày rồi làm gì, đó là mình sẽ dùng những bản sẽ cơ sở gì mình truy bắt kích thước trước, đúng chưa? Rồi mình trình rảnh là anh có một ngày để phản hồi lại, sau khi đồng ý với cái truy bắt kích thước tại từng điểm, sau đó mình vẽ đường ống là giả sử như là 2 ngày, rồi sau đó mình trình cái bản vẽ này ở tầng hầm xong và phê duyệt theo thứ tự. Và giả sử như sau 3 ngày rồi thì bên tư vấn không trả hồ sơ để quyết định cho mình ra mình thi công thì mình phải có email nhắc nhở, thì tất cả mọi thứ đó đều lưu lại trên email. Thì như vậy đó, có phải là giả sử như có một cái biến cố nào đó thì đương nhiên vì quyền lợi và trách nhiệm thì nói rằng là nó không đủ năng lực, đúng không ạ? Lời nói gió bay không đủ năng lực, nhưng khi đó sếp mình xuống hoặc là chủ đầu tư xuống thì mình nói đây, ngày hôm nay tôi trình bày cái này anh không duyệt và tôi khấu thuộc email anh cả, cho nên tôi không triển khai được công việc đó. Đó là cách tư duy của một người đi làm, đó là cách tư duy của một kỹ sư đi làm. Mình làm việc thì nó như vậy, và cách điều phối công việc như thế nào và quản lý như thế nào thì ở trên cái kênh Mạnh Tùng Channel thì cho quý vị và các bạn 77 bài về quản lý và tổ chức thi công. Có một điều tại sao ngày hôm nay và tôi chia sẻ với anh đó là khi tôi tốt nghiệp năm 2005 đó, thì thưa quý vị đó, mình đi làm mình bị một người chửi mình là sao mày ngu dung bò liền, thằng tiến sĩ nào dạy mày. Như vậy thì khi tôi mới tốt nghiệp ra trường, tôi chập chững bước bẹ vào đời thì cuối cùng là bị chửi như vậy. Và thứ hai nữa là khi mà người người đó làm đó, phải ba bốn người làm đó, là đuổi tôi ra ngoài hoặc là bắt tôi đi mua vật tư nào trong thời gian cho đủ thời gian về và vật tư đó không cần thiết. Và mình kể này cho các bạn, đó là năm 2014 đó, mình làm một cái tủ điều khiển, mình hỏi một anh kỹ sư tự động ở cùng công ty anh đấu với con relay này như thế nào, người đó trả lời là sao, về lúc tròn là nó chạy thôi. Rồi mình mua con relay đó xong, mình tới chỗ người bán hàng mình hỏi là cái anh này chuyên làm tủ như vậy, anh nói anh quên rồi. Đây là một nỗi niềm rất là đau trong con người của tôi, cho nên ngày từ những cái ý thức việc đó đó, tôi mới làm những cái clip để chia sẻ cho cộng đồng mạng và những anh em chập chững bước vào nghề để làm việc này. Để làm cái gì? Để không còn giấu giếm cái nghề đó nữa. Nhưng mà kính thưa quý vị, trong 5 năm qua đó, khi mình chia sẻ đó, ngày hôm nay mình có kiến thức như thế này là nhờ từ quý vị và các bạn. Quay trở lại, kỹ sư Nguyễn Vũ Mạnh Tùng là ai? Anh là giám đốc MEP của công ty Hòa Bình. Anh có tâm huyết để truyền nghệ lại cho những người đàn em đi sau. Cho nên mọi người có thể là đăng ký kênh Mạnh Tùng Channel vào tìm hiểu anh đang làm gì. Và anh làm rất là bài bản nha. Làm dự toán tổ chức đấu thầu nó như thế nào và quy trình thiết kế nó như thế nào. Còn mình ở đây ở mức độ dạy nghề và dùng kiến thức hàn lâm để bổ trợ cho một số kỹ sư đi làm việc cho nó hiệu quả mà thôi. Hôm nay thì mình trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe luyện nói về kỹ sư Nguyễn Vũ Mạnh Tùng Tranh Lập như thế nào. Cảm ơn quý vị, chúng ta sẽ gặp những video sau.